Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Triều Tiên giữa tin đồn sức khỏe. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên, Cheeryong Hia. Nhân dịp Triều Tiên tổ chức Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 bầu lãnh đạo mới. Theo truyền thông trong nước Việt Nam, điện mừng của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam gửi đến lãnh đạo Triều Tiên được gửi đi giữa lúc vẫn có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông mà chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Đảng Cộng sản hoặc nhà nước xác nhận hay bác bỏ tin đồn này. Trước đó, theo VOV, ngày 13 tháng 4, ông Trọng đã gửi một điện mừng đến lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Nhân dịp ông Kim được vào kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên, suy tôn là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong mấy ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện khi đang công tác ở tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, trong khi các trang mạng mang tên hai nhà lãnh đạo cao nhất đất nước lên tiếng phản bác những thông tin này là xuyên tạc. Tin ông Trọng gửi điện mừng hôm 18 tháng 4 là diễn biến mới nhất mà truyền thông Việt Nam lên tiếng về hoạt động của ông sau chuyến công du đến Kiên Giang. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Trần Đại Quang, người tiền nhiệm của Chủ tịch Trọng, cũng từng gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp trung thu và chưa đầy một ngày sau thì ông Quang qua đời. Dư luận xã hội Việt Nam mấy ngày vừa qua trải qua một trạng thái hao hức một cách kỳ lạ. Mạng xã hội tràn ngập những tin đồn đoán và các nhà báo có trí tưởng tượng phong phú thái quá đã nghĩ ngay ra những âm mưu, kịch bản gây gớm đằng sau vụ phải gió của ông Tổng tịch Nguyễn Vũ Trọng trong chuyến đi thăm Kiên Giang vừa qua. Không khí chờ đợi, hồi hộp, hân hoan, xì xầm to nhỏ khắp nơi hang cùng ngõ hẻm cứ như thể sắp được chứng kiến cái hạnh phúc của một tăng gia to lớn cấp quốc gia. Quan chức Ba Đình thì nháo nhào như ong vỡ tổ, thi nhau bay vào bệnh viện trợ giấy, túc trực 24 trên 24, sát bên người dẫn đường vĩ đại. Một ninh niên mới của ông Trọng được Bùi Thanh Hiếu, tức người buôn gió, đặt tên theo cách mà người Đức gọi Hitler để tỏ lòng trung thành với ông Tổng tịch. Nói thì bảo độc miệng, ngồi như ông Tổng tịch mà đột tử khi chưa kịp bàn giao một lúc hai cái ghế, thì ắt là có chuyện lớn đầu rơi máu chảy không chừng. May quá, ơn trời ông vẫn chưa chết. Nhưng mà ông không chết hóa ra lại làm cho nhiều người thất vọng lắm dân chúng hứng hụt vì không được xem quốc tang. Quan chức đang trong diện làm củi đốt lò hay vừa mới xuống tiền thì lên cơn đau tim vì mừng hụt hoặc sợ mất cả trì lẫn trài. Nhưng có lẽ người dân cảm nhận được sự hứng hụt rõ đến thế nào khi mà ngay sau đó giá xăng đã tăng lên 1.202 đồng trên một lít. Vậy là trong chưa tới nửa tháng mà xăng đã tăng hơn 2.000 đồng trên một lít. Qua hai lần tăng giá nhẹ, giá xăng A95 giờ đã hơn 21.000 đồng trên một lít và xăng E5 cũng gần chạm 20.000 đồng trên một lít điện thì vừa tăng giá vào đầu tháng 4 năm 2019 tới 8%. Trước nay mỗi dịp quốc tăng hay chiến thắng bóng đá, nhà nước lại tăng thêm giá điện, giá xăng cứ như thể hòa chung niềm vui hạnh phúc của dân tộc để cho mọi người dân vì yếu nước mà không thấy bất bình những loại thuế phí ngày một cao, cao mãi. Lần này không có quốc tăng mà xăng tăng, điện tăng đến trời khiến cho cái dạ dày của người dân vốn đã dép đẹp nay lại càng hững hụt và thảm hại hơn. Một nghiên cứu cho thấy trung bình người lao động phải chi trả đến 15 đến 20% thu nhập cho chi phí xăng xe, thuế phí cầu đường, vé phạt giao thông, phí mãi lộ bởi BOT và công an giao thông, một con số quá khủng khiếp. Giá xăng ở Mỹ trung bình chỉ khoảng 14.000 đồng trên một lít. Theo tỷ giá hiện thời trong khi thu nhập bình quân của người Mỹ khoảng 40.000 đô la trên một người, còn Việt Nam thu nhập bình quân đầu người mới chỉ khoảng hơn 2.000 đô la, mức thấp nhất khu vực Đông Nam Á nhưng ơn đảng, ơn chính phủ mà người lao động phải mua xăng tới giá gần gấp đôi xăng ở Mỹ. Một ví dụ nhỏ nhỏ để cho thấy thành tựu vĩ đại của cái gọi là nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vi diệu đến mức như thế nào trong việc bần cùng hóa người dân lao động bằng cách vắt kiệt những đồng tiền từ thu nhập ít ỏi mà người lao động đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt trong những công xưởng tồi tệ về điều kiện lao động hàng ngày, những hệ thống quy định thuế phí gián thu trồng chất đánh vào các nhu yếu phẩm như xăng dầu, điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công như y tế, giáo dục mà nhà nước cộng sản đang áp dụng là một cỗ máy vặt lông vịt tinh vi và bất nhân nhất. Người lao động chỉ thấy rằng dù có chấp bóp đến thế nào đi chăng nữa thì cuối tháng vẫn phải ăn cơm chăn canh suông, vẫn phải đi vay nợ từng bữa và những hộp sữa cho con đã trở thành ám ảnh đối với nhiều đôi vợ chồng công nhân trẻ. Người lao động không bao giờ hỏi tại sao họ phải trả tiền xăng gấp đôi ở Mỹ, trả 6.000 đồng tiền bảo vệ môi trường cho mỗi lít xăng và phải thở bầu không khí độc hại có thể giết chết họ bởi căn bệnh ung thư phổi khi họ chưa kịp sống đến trung niên. Trong khi đó những quan phụ mẫu cộng sản với khuôn mặt bự mỡ luôn miệng nói rằng tăng giá xăng vì quan tâm đến sức khỏe của người dân, như lời ông phó thủ tướng cộng sản Hoàng Trung Hải từng nói, đúng là lời lẽ của bọn vô lương tán tận lương tâm. Trước thời điểm ông tổng tịch xuống thăm xứ Hà Tiên, tên cũ của vùng đất bao gồm cả Kiên Giang, Phú Quốc, An Giang, Cà Mau bây giờ do Mạc Cửu chiếm của vô miên, khi đó được coi là vùng đất tự trị giàu có và hùng mạnh của bố con người tử tế. Tòa án quốc tế PCA đã ra phán quyết cuối cùng về vụ án Trịnh Vĩnh Bình với phần thắng thuộc về nguyên đơn. Theo đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ phải trả 37,5 triệu đô la tiền bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình và án phí. Số tiền này đối với một cá nhân thì rất lớn, nhưng với một quốc gia có dự trữ ngoại hối hơn 64 tỷ đô thì chẳng đáng là bao. Nếu như dự trữ ngoại hối dồi dào như vậy, thì chẳng để đến nỗi khoản nợ tiền nhà thầu Nhật Bản ở tuyến metro số 1 trọng điểm của thành Hồ có hơn 100 triệu đô từ năm 2018 mãi không thu xếp nổi khiến cho phía đại sứ Nhật Bản đã nhiều lần hối thúc và tạm dừng thi công cho tới giờ. Tiếp tới đây được biết Elliot Asiver LP sẽ tiếp tục kiện Cộng sản Việt Nam về khoản tiền vay bảo lãnh chính phủ cho tập đoàn tàu thủy Vinasin 600 triệu đô la, trong đó có khoảng 60 triệu đô đã đáo hạn mà không trả. Cộng sản Việt Nam tính xù khoản tiền này khi thoái thác vòng vo kiểu trí phèo. Nhưng Elliot Advisor LP được giới tài chính thế giới gọi là con thú điện tử sừng mềm. Chẳng phải là đối tượng để Cộng sản Việt Nam xoa đầu dễ dàng là công ty tài chính chuyên mua nợ những quốc gia, tập đoàn đa quốc gia chuẩn bị bị vỡ nợ và suy yếu. Elliot Advisor LP có đầy đủ ngón nghề để Cộng sản Việt Nam phải móc họng trả đủ. Mà những khoản nợ này đã chi tiêu như thế nào thì chỉ có anh ba và nội khác nhiệm kỳ trước mới rõ bây giờ liệu thu hồi tài sản các tham quan ở vinasin có trả nổi khoản tiền sẽ phải trả cho elliot aviser lp từ thời điểm vụ án trịnh vĩnh bình nhà nước cộng sản việt nam sẽ phải liên tục hầu kiện những vụ tương tự như vậy điều này chẳng dễ chịu chút nào nhưng không sao mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo những đỉnh cao trí tuệ của muôn loài cộng sản sẽ nhanh chóng nghĩ ra thêm nhiều thứ thuế phí mới những lý do hết sức do dân và vì dân để tăng giá xăng, điện, nước, viện phí, BOT, VAT, vân vân, bù đắp những khoản tiền vay khổng lồ mà các quan chức đã lỡ tiêu mất. Rõ ràng sẽ chẳng phải đợi bóng đá hay quốc tang, giá cả mọi thứ sẽ tăng chóng mặt trong thời gian tới, người dân phải chia sẻ khó khăn với chính phủ để được những hồng phúc của dân tộc, tiếp tục công cuộc ăn không từ một thứ gì của dân. Chẳng phải là George Orwell đã nói rằng mọi con vật đều bình đẳng nhưng có một số con khác bình đẳng hơn hay sao? Ừ mình phải có thế nào người ta mới thế chứ Chủ nhật vừa rồi Tổng bí chủ Nguyễn Phú Trọng bước sang tuổi 75 Thất thập cổ lai hy Lại không còn hiếm nữa Nhưng cũng khó mà giữ phong độ khi tuổi ngày một cao Đúng ngày sinh nhật của ông Mạng xã hội lan tràn tin ông lăn ra ốm Mạng xã hội lên cơn sốt cao Vì ông phải nhập viện khi đang thăm Kiên Giang Thủ phủ của gia đình cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thay vì cầu nguyện cho ông chóng khỏe trở lại Người ta lại có những phản ứng Khiến ông có ngày sinh nhật không vui có người dẫn lại câu nói của ông, một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước để nói về phản ứng của truyền thông, của xã hội. Người nói họ sẽ ăn mừng nếu ông không may về với các vua hùng. Thật là thiên hạ đại loạn trên mạng xã hội theo cách nghĩ của ông Trọng và những người đứng đầu lỗi mốt khác. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại hành động như thế? Ông Trọng vẫn hay nói mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ. Vậy cái phải có thế nào đó là thế nào? Thứ nhất đó là sự chán nản của một phần không nhỏ dân chúng, nhất là những người trẻ tuổi, về sự tụt hậu của Việt Nam so với những nước không có gì xuất sắc như Thái Lan, Malaysia, Philippines và ở trong một số góc độ cả Lào và Campuchia. Tại một đất nước phong cảnh đẹp, khá giàu tài nguyên và một số người trẻ tuổi và sung sức lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể lọt vào danh sách 20 quốc gia hàng đầu thế giới nếu các diễn biến từ sau năm 1975 cho tới nay không cắm cảnh như đã xảy ra. Như danh sách top 20 thế giới hiếm hoi mà Việt Nam lọt vào là tổng dân số, đứng thứ 15 với 97 triệu dân. Dân số cũng là một trong những chỉ số tăng đều đều kể từ những năm 1960 khi dân số Việt Nam ở mức trên 32 triệu. Về thu nhập bình quân đầu người, lấy theo số liệu năm 2017, Lào với mức 2.270 đô la Mỹ đã vượt Việt Nam với con số 2.160. Con số tương tự cho Singapore là 54.530. Malaysia là 9.650, Thái Lan là 5.950 và Philippines là 3.660. Một nhà báo trong nước cũng nói Việt Nam đứng thứ 11 trên 12 ở Châu Á về chất lượng lao động. Và mặc dù có tới trên 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ, nhưng Việt Nam lại nằm trong nhóm thấp nhất Đông Nam Á về nghiên cứu khoa học với số bằng sáng chế được cấp bằng 1/3 của Thái Lan, 1/11 của Malaysia một phần 30 của Singapore so với Hàn Quốc chỉ còn được một phần 1240 và Trung Quốc là một phần 1370. Thứ hai về mặt xã hội, báo chí gần đây đưa tin về cảnh cô đánh trò, trò đánh lẫn nhau, nam tấn công nữ trong thang máy rồi lại quay sang tấn công cả trẻ em. Mọi thứ trong xã hội đều có thể mua được từ điểm đại học cho tới chức quyền. Quan chức xung khắc thanh toán nhau bằng súng, tôn giáo được dùng làm lá bài kiếm tiền, nói dối được chính thức hóa từ nhiều năm và được gọi là báo chí. Ấy vậy mà ông Trọng vẫn nói chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới. Câu nói này đúng là một số nơi, thế nhưng nó thiếu đi góc nhìn so sánh. Gần như mọi nước đều phát triển mỗi năm, chỉ có điều tốc độ ra sao và mặt bằng như thế nào so với hàng xóm láng giềng. Trở lại câu chuyện của ông Trọng ốm, sức khỏe của người đốt lò vĩ đại đáng ra phải được truyền thông quan tâm và nếu có chạy sau mạng xã hội thì cũng không quá lâu. Nhưng nếu vậy, nó đã không phải là tuyên truyền theo kiểu Cộng sản. Đó là nhà báo, thấy chính quyền bảo sao thì nghe vậy. Truyền thông chính thống như bao lần trước đây, nhường sân cho mạng xã hội, đang ngày càng có thêm người đọc. Trong cùng khoảng thời gian thiên hạ dâm gian chuyện ông Trọng phải nhập viện, nữ bất đồng chính kiến Huỳnh Thục Vi cũng kể chuyện cha cô phải nhập viện nhưng không được chăm sóc kịp thời. Cô viết, ba em Huỳnh Ngọc Tuấn bị lao phổi kháng thuốc từ hồi còn ở trong tù. Ông cầm cự gần 20 năm nay nhưng hai tháng gần đây bệnh trở nặng lại vợ chồng em thuyết phục mãi ông mới chịu vô cấp cứu ở bệnh viện phạm ngọc thạch ở sài gòn ông đã ói ra máu nhưng đến hôm nay đã hơn hai ngày nhập viện mà các bác sĩ vẫn chưa thăm khám các xét nghiệm vẫn chưa được thực hiện đầy đủ tình hình sức khỏe của ba em đang tệ lắm nếu không được xét nghiệm đầy đủ và điều trị thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng có ai quen bác sĩ chuyên lao phổi ở phạm ngọc thạch không giúp em với những câu chuyện như thế này cho thấy những người không muốn làm cừu không có quan hệ với quan chức và không có tiền để lót tay khổ tới đâu dưới sự cai trị của ông trọng và các đảng viên bởi vậy có lẽ ông đốt lò cũng nên quá ngạc nhiên khi mình lăn ra ốm giữa sinh nhật mà mạng xã hội chỉ toàn trù ẻo